Tiêu Đình Mạnh Tu Quân thế gạch ra sao? Giờ bấm đi xoay, phía hậu trại định quân gây phủ. Từ xa xa cấm bắt đội rung, tứ hoàng tử cùng thiên dương xâm trận. Còn tin tức của Điện Quân, Thảo Mạng Quân đã ba lần đổi ngựa. Thế mà tin tức của Triều Đa dân bằng tâm. Trời ơi, nếu thế thì trời đã diệt anh hào. Ta phải bỏ thay vào công thủ rồi. Nguyên xoay, đời ta thôi hết, tướng quân chờ nghe. Điện Quân mau thoát, lướt qua dòng dây. Còn ta nơi đây cán binh, nếu như nát thân ta đành cam chữ trung dư tròn. Nào tôi vô tâm cam bỏ đi, nhìn viên dung đang cố nguy. Tha chung mi sơn tân xá đi, nghĩ ân lòng gì. Đừng nên đi quan ta lướt sông, còn hai tôi đang bên tương công. Ước mong hoa hát nàng lỡ truyền bán đừng say trái. Tìm về giáng sang tông quân. Hòa reo, ấy là đường này. Nở đầu nhìn ông, đất tiên vui thay. Cần hy sinh, hãy nghe ta rời khỏi nơi đây. Hai người phá dòng dãy về tổng bang phi bao chiến trận lưu danh giáp bao đẫm máu cố thổ chớ chờ mong tôn bảo sẽ quay. Nhân hỡi đừng trong ta đã lùi tâu thề. Thiên ba lầu tại tê hồn cô phù. Chia rẽ nghĩa ân tình nụ rũ liếm màu tan. Ta hạnh diện giữ tròn câu trung nghĩa với gian sang. Dương tôn bảo tống ban ngàn năm bia thanh sự. Tiên tướng dẫu hung hăng khác chi loài quỷ dữ cũng phải kinh hoàng đúng sợ khiếp qua hải thần. Thương Nguyên Dung nghi thiết thạch chi dữ tròn quỷ chung. Ân nhà nợ nước vẹn trung. Đường biên cương gió ngựa mịch đi mùng. Tâm can quốc gia lầm đồng. Biết bao giờ tương quan tái lai. Xót đau thai thầm rơi dòng cay. Nẻo quan hà trời sương ngước dây. Hiến thân trai đập xây ngày mai. Một lại này ta gửi lại tông bang. Lòng quốc ngạn tự than thì vẫn biệt đôi đàn. Lệ rơi bị thiếp hai hàng. Ta từ nguyên xoáy dầm ngàn ly tan. Mong sao bình định phiên bang. Hồn linh ta mới an vui tuyền đài. Ta bảo hai người hãy rời khỏi nơi đây ngay. Chỉ ta quyết gia ngựa bọc thay. Dù có chết là đền ơn vũ lộ. Nguyên soái, chúng tôi tìm đường thoát để cho ngài thay mạng. Thì đó là phường quý tử tham sanh. Cần hy sinh chiến trận lưu danh. Thà là chết chứ không đành chia đôi ngã. Được, nếu các ngươi muốn tỏ lòng cao cả, ta chết đây cho rõ giả người trung. Đừng nguyên soái, chúng tôi đi, chúng tôi đi. Mong ngài hãy bảo trọng lấy thân. Tìm đường đi ngay lập tức. Nguyên soái. Binh á trong sương bờ phú dân, làm sao thoát thân á. Nguyên soái,
phiền đến nơi rồi. Ta thề liều thân vì nước non. Nguyên soái, xin nguyên soái an tâm, Lý Nhạc tôi sẽ khai đường máu mở dòng dây cho ngài thoát nạn. Không, không, Lý Nhạc. Nguyên soái đi đi. Giữ trung quân tha tử tiết còn hơn đầu quân ác. Được, hãy xem đây. Ba vào cả nhà nhà
siêu ca muôn đời trung gian nào giờ hơn. Tốt, tốt. Đây lời chúc bình an, xin mời chung hồng đạo. Con xin nói gương đời trùng giới sang hà đâu xoăn à. Trời sao rực sáng, trăng và tim tài hùng. Ôi yêu thương vô cùng, dương thái quân dây dùng danh kiếp chư bà. Mũi chúng tỏ đủ đầy mà lại thiếu dương văn quán. Dạ có con đây, có con. Dạ có con chúc vui bà ơi, kính dân hòa hồng mến mang trong lòng cũng thấy vô cương. Coi lòng già khi gia đình ta có quán gì nôi dậy tình thương dòng dõi anh hùng dương. Chỉ ước mong sao bình an vinh quang giang sang huy hoàng, mẹ gửi trao con cành trăm mừng nhau. Ghi lòng ơn mẫu Tiêu Đình Mạnh tướng quân, bình giặc viên tăng bại thế nào? Sao hai người về mà không có Dương Tôn Bảo? Dạ bẩm Tây quân, mọi biến tướng vô lương tàn bạo, nên Dương gia đã thế nào? Phu quân tôi ra sao? Dạ con làm sao hả? Nói vì quốc dòng thần. Sáng à từng tuôn máu rồi, bước đau nghẹn lời muôn đời khó chơi. Phụ quân tàu kháng ly, tướng quân khổ ai biết. Cao xanh bài ra chi, cho tâm sâu nữ nhi chia thầm luân. Còn tâm xâm lăng làm ly tan, xin trên dặn tư than cho con khờ lướt sông ra trường xa rứa hợp dương gia. Chớ nên liều phải nguy nan khó an toàn, để trên bà tính phương nào tra gia thù. Đời con tôi cháu thơ mồ côi, bà chưa con tiến ra trường xa. Lòng nghe ta hỏi tường đầu đuôi, lý do nào nguyên soái nguy nan. Viên cầu bình tướng muôn ngàn, nơi dòng dây quy khôn hy sinh liều thân. Ngày gì
truyền thay tôi vượt núi băng rừng về. Cho bà hãy gia thù trả xong mới yên lòng nơi diêm đài. Tất cả gia tư nơi Thiên Ba Lầu vô Ninh Phủ hay nghe đây. Dạ. Thù phiên quốc trời chung không đổi, thần xoay lan ngàn thổ không an. Triều đình mạnh tướng quân. Dạ. Tướng bút chỉ. Xin tuân lệnh. Dân ngài biểu xin binh mã lên đàn trả hận. Tôi xin tuân lệnh. Mộc Quý Anh. Dạ. Thù chồng con phải trả. Bạc nương cử muội. Dạ. Nghĩa cả đã phân nhà, dùng hết tương thiên ba dưỡng giang quán. Dạ. Vô Ninh Phủ chăm lo đèn sách. Bà ơi xin hãy cho con lướt dặm đến biên thuyền. Diệt lũ phiên bang trả hận gia thù, tâm ma ghi mối quyết cử. Lòng giả trẻ nào an, mẹ ơi Thiên Ba Lầu chất màu tan, cha đã không còn già trẻ xôn sang. Xin hãy trình thưa con trẻ lớn đàn, ân yêu vẹn tròn mới xứng là trai. Dương Văn Quán. Dạ. Ba ba. Quán. Dạ. Dòng họ Dương chỉ còn sót một mình con. Trời ơi nếu như Văn Quán không còn, bà ơi bia đá sẽ hao mòn. Nhưng con sống còn thiên thương. Lại bà hãy thương con cho Văn Quán. Quê anh. Dạ. Dòng họ Dương đã hết kẻ lương, còn sót lại một Dương Văn Quán. Bà ba. Trời ơi, tại sao ta cứ phải làm tấn tre cằn cỗi để tiếp tục nhìn măng rụng với thời gian. Thiên Ba Lầu, Thiên Ba Lầu trùm phủ một màu tan. Hả? Ta sợ lắm. Ta sợ lắm thân già tàn cô độc. Ba ba. Ba ba. Mẹ ơi thân già tàn cô độc với thời gian, nhưng mẹ vẫn kiên tâm thi gan dình cương thô. Mẹ là gương sáng soi cho phận hồng cùng cảnh ngộ, dù tóc liễu khăn tan trung nghĩa khó phai. Thiên Ba Lầu sừng sững uy nghiêm như thách thức đợi chờ, như chờ đợi diệt tan phường làng xóm.
cần. Con tin tưởng thành công mà cha không gia thù. Bà ơi, con đau khổ đã chia ly tình luôn vui, lại bà cho mẫu tử cần kề nhau. Nhưng nếu rủi nguy nàng, ta biết phải làm sao? Ai bảo đảm cho sanh mạng của cháu cưng ta là Dương Văn Quảng? Ba ba ơi, tuổi thơ như Quảng đây có thừa can đảm, chơi cái chết phụ thân làm khí hùng thêm dũng cảm. Con hiên ngang sông trận với quân thùng Tông Quốc kể từ nay sẽ không còn áng mây mù. Cha con mất đi là ngàn thu vĩnh biệt, nhưng đôi mang người phải diệt lũ phiên bang. Dương Tôn bảo hỡi chàng sao sớm bỏ Dương Gian, để con vợ khóc than gian sang sầu nghiêng mưa. Hãy để cho con dẹp tan dòng binh lửa, hận gia nghiêm sao rạng rỡ tông đường. Tài trao như thế nào mà đòi cởi ngựa cầm thương? Thập bát võ đương dương, không thua nhường chữ tướng. Được. Nếu muốn vượt biên cương hãy thi tài mã thương. Giao đâu giữa công đường cùng mong quê anh. Hả? Con thi võ với mẹ con. Phải, một quê anh tài hùng xuất chúng, dù mẫu nhi nhưng luật nước không kiêng. Hãy thử tài nêu đó bình yên, thắng được mẹ sẽ theo đoàn quân chiến. Bà ơi, rồi nếu rủi con thua sẽ không được ra quân. Sẽ không được ra quân à? Mẹ, mẹ, con phải thắng, con phải thắng. Mẹ, bẩm ba, con bằng lòng thi võ. Một quê anh, con nghĩ thế nào? Dạ bẩm bà, giác tràng như thác lũ, ta không thể duyên trì. Quê anh. Dạ. Quê anh. Dạ. Quê anh. Dạ. Mau vào đâu chị Quảng Nhi. Một, đi. Hai, ở lại. Được rồi. Bẩm bà, con bằng lòng. Bằng lòng. Bác nương. Dạ. Cứu muội. Dạ. Giữa dinh môn tay diễm võ trường, cho Văn Quán và quê anh tỷ thi đa nghi. Xin tuân lệnh. Dòng Dương gia chỉ còn một hiền nhân. Tuy họ
cháu cần phần xử tri. Xin tuân lĩnh. Bác nương. Dạ. Cứu muội. Dạ. Hãy nổi trông lên, chờ dứt tiếng cùng nhau vào đâu. Xin tuân lĩnh. Xuất chinh chốn dinh trung hai thao trường xin từ thân thứ tha. Quán nhi ơi, hai dư mình so tài xem thấp cao. Bao ước đậm Quán Nhi ơi, chi hùng quật cường, con đừng nên nao núng cùng mẹ giao thương. Mẹ ơi mẹ, nhưng mà con đuối sức quá rồi mẹ. Con hãy dùng đường hướng bí truyền của dòng họ Dương, con sẽ thắng. Sáng lên con. Mẹ. Đúng là trẻ con qua già lưu lẫn, nhưng trứng nào khôn hơn dịch bao giờ. Được, ta bằng lòng nhận cháu dưới cờ, cùng chư tướng chờ giờ xuất trận. Xin tuân lệnh. Dạ, hai con kính bái mẫu thân. Sài phu nhân đại tẩu, sao dân ai biểu thế nào? Dạ thưa mẹ, đức vua đã chuẩn phê cho vô hình phủ ra quân. Nhưng mẹ ơi, có một số đại thần đứng đầu là thừa tướng Tâu cùng Hoàng Ân ngăn trở việc ra quân. Lý do gì mà không cho ta ngăn giặc để phiên tặc tràn vào? Rồi đây triệu tâm phải đành ngửa nghiêng, bởi gian định tự chuyên. Họ bảo rằng tiếng ba lầu cô độc chỉ toàn là nữ nhi không đủ sức cầm quân. Thật rõ ràng là một lũ bất nhân. Bà cứ phán lên truyền, cháu chẳng nương tài. Điệt nhi dừng lại chờ ta phán dạy. Thừa tướng Dương Câm nó là một tên vô loại, các con đừng ngại. Kính bẩm mẫu thân, thừa tướng Dương Câm có Tâu Cục thánh thượng cấp hổ phù cho hắn đến thiên ba lầu trước vấn an so xem xét quân ta, nếu yếu thế sẽ không cho trừ giặc. Bẩm thái quân, tên Dương Khâm giống là phường độc ác, nó sợ Dương gia lập được chiến công, chúng tôi lạc nơi cốc khẩu, nhờ thám mã quân liều chết đi diện quân. Ê bà đã nhận chi chỉ diện quân để nguyên xoay xa trường dân mạng. Nếu thế thì hoàng gia sẽ gặp hoàng gia. Con quyết không tha phường cẩu trệ. Mộc Quy Anh, con đừng nóng giận mất khôn. Giết Dương Khâm đâu có khó khăn gì, nhưng nó lãnh lệnh vua xem như là dương sư. Ta không nên ý thế long hành, chờ trừ xong phiên tặc hồi thành, giữa điện tranh ta sẽ hỏi tội thằng giặc đó. Dạ dạ. Dạ, có thừa tướng Dương Khâm đến thiên ba lầu vô Ninh phủ. Được, để đó ta nghinh tiếp. Các con đồng tiếp nghinh thừa tướng.
thừa tướng. Bái lễ thái quân. Mời ngài vào đàm đạo. Thái quân vào trước, tôi xếp vào sau. Mời ngài an tọa. Dương thừa tướng, chẳng ai ngài đến Thiên Ba Lầu có điều chi dạy bảo? Nghe tin thái quân xin xuất trận, trên thanh hoàng qua đối ngạc nhiên. Thiên Ba Lầu đều là hồng phân thuyền quyên, tại sao dám cầm quân tử chiến? Nên ngài sai tôi xem xét lại. Ngài thừa tướng, Dương Tôn Bảo đã hy sinh đền nợ nước, giặc viên bang xâm lấn biên thùy, tướng mất thành tan, vợ chia ly. Vua hạ cớ mà không cho ngăn giặc như thế nghĩa là sao thừa tướng? Nghĩa là vô Ninh phủ toàn là con gái đàn bà, không lượng sức mình càng dở ra quân, bà không sợ thiên bang trông thấy sẽ chê cười. Nếu có cười là cười bọn nam nhân vô dụng, áo rộng mũ cao hướng bông lộc triều đình. Thấy giặc hung hăng xúc cổ vô tình, mới để cho đàn bà gánh vác việc binh nhung. Thế mà giam lòng hành bắt tội, tương tất cơ mi tàn nhẫn chân diện quân. Gầm gầm dùng gái đẹp hầu sinh, để cho Dương Tôn Bảo chê cô mà giống mạng. Nhưng đã tí tai cùng giặc dữ, thật quá là tắc tử chi nhân. Bà du quan cho tôi tiếp tay cho giặc, Dương Định Thánh Hoàng cứ ngăn chặn việc tiến quân. Bà lớn tiếng rộng hỏng với đại thần, tôi e phải lụy thân. Tôi sẽ tâu việc này lên cho hoàng ân hiểu rõ, bà nghe chưa? Hãy nghe đi. Lệnh ban xa từ tiên đi, truyền cho hoàng thân quốc tích, cả công canh tước phạm đại thần. Đi quen qua Thiên Ba Lầu vô Ninh phủ dinh môn, phải xếp còn im trong. Thế mà mi ý là thừa tướng, giam lộng hành bắt tội thái quân. Bà dám làm gì ta nào? Nể thiên nhang ta tha tội soi đầu, thiên định mạnh tướng quân. Yeah. Tướng Long đầu lòng đầu tướng chết ta rồi. Lòng đầu tướng tha cho tôi. Tha cho tôi. Tiền đã hôn quân, hậu đã loạn thần. Xin tha, xin tha. Tiền kiến Long đầu trường, hậu bãi kiên thiên. Quê anh dạ đâm. Nguyên
thần hồng ân ban truyền Dương quân, thề không tha quân Giang Ninh, tiên dương chứng minh lòng mà thanh. Giang Quang hỏi thương đánh tiếng dân gian cho dương phủ khởi bên trừ phiên tắc gìn giữ tôn trào muôn thuở. Mà tổ tiên ta đã gối tuyết nằm sương xây dựng sáng sương mau mới dựng nên nghiệp cả, nay đã rã tan rồi thi thể của dương gian. Bãi trung tần nghĩa sĩ ở thiên bang, nay dù đã xa ma nhưng không nhỏ chí hương, còn tiếp nối hậu sinh cùng đồng chung tâm tưởng. Thập tư nữ anh thư thề sông nước xa trường. Dạ có chiếu chỉ thiên nhan, thỉnh thái quân chiếu khen. Dạng tuy thiên nhan, lòng thị cái trung cam vô nịnh phụ trăm ca khen. Thập tư nữ anh tư mộc quê anh tây tôn bảo năm quyền quân bàn ấn xoay bình viên dẹp loạn. Ơn thiên tử đèn trời xoay sáng, quỷ anh thề giết giặc cứu non sông. Thần linh dị dương tôn bảo, lại hồn phụ thân về đây chân giam chơi tất lòng son con báo gia cường. Bác hương cửa mỗi diệt quân thù, giành cương thổ bảo tồn tổng quốc. Ngày chúng thọ thiên ba lầu tan tóc máu của phiên trào thai lệ khấu anh thương. Dương Văn Quá đuổi Giang Thần ra khỏi thiên ba. Xin tuân lệnh. Truyền trung tướng Bạch Kỳ Bạch Giáp mộc quê anh cầm quyền ân xoay. Dạ. Thập tư nữ anh hào xông trận cứu Giang Sang. Xin tuân lệnh. Truyền đăng đàn bay xoay. Thank you.
cha miễn lễ, các con hãy bình thân. Đội ơn gương mẫu. Lệnh trái truyền, ba quân yên tiệc. Chúc mừng chưa phụ. Dương phụ. Quân đâu? Dạ. Đã đem tù binh đông vào đây. Đông lên. Cùng hỏi các người có quy hàng không? Không. Còn ngươi thế nào? Quy hàng hay lắm. Này các con, dạ. Vì sao một đêm chưa tan hôi trong trận mà quân ta đến chiếm Tam Quan, không chào hỏi dùng tan mạng giữa xa trường, thật kỳ hiếm khôn lường. Dương Tôn báo thật lục thao tam lực, bệnh thứ đô chẳng là thống. Nhưng theo con không có gì đáng ngại, dòng họ Dương chỉ là phường vô loại, tài cán thế nào rồi cũng phải bỏ thì. Con chỉ muốn ta thừa cơ xuất trận, đánh trống tổng bang mới khỏi lòng căm giận. Kiên nhẫn bình tâm chờ cơ hội tốt, nóng nảy nông cuồng thất bại sẽ về ta. Bình tướng Đông Gia chẳng phải tầm thường, Dương phủ tiên ba lầu quy vũ đương dương. Phủ muốn như xa thì phải biết thú mình, biết đích biết người, trăm trận thành công. Cầu phụ dương, số tụ binh con đã chặt thủ cấp đều trước cổng thành. Hoàng huynh, để nghiêm răng đe dọa. Tâu phụ dương, còn số phụ nữ và thợ săn, phụ dương định lẽ nào? Định lẽ nào? Phụ dương, tất cả đàn bà con gái tống cho làm nô lệ. Ông cho các đại làm cho tiểu khiển ba quân. Đâu phụ dương, thiết cung thiết thủ hai con muốn gì? Đâu phụ dương, nay ta đem quân đánh tống, dù muốn hay không cũng mang tiếng sầm lăng. Cuối xin phụ dương suy xét tận tường, ngắm lại chuyện của ngày xưa, thời hương sở phân tranh. Hơn bái công đã lấy lòng dân mà không dùng sách bao tàn, nên thiên hạ mới quy hàng. Không như hàng gió ba dương, diệt tần giết dân thành hàm đan, tiếng quan than gian ác bao tàn, đã đến lúc nguy nạn. Đành chết thảm ở bến Hồ Giang. Này tông thất đất rộng người đông, nếu ta không thu phục được lòng người, thì sẽ phải giống dở khóc dở cười, mà còn mang tội với tổ tiên. Im đi! Cầm ngày tam tứ đông cung, các ngươi đừng hẹn nhát luận bà. Thiên Dương đại đế quy hoàng, rồi đây sẽ còn âu bốc gọi Hoàng Quân. Hoàng Quân ơi, tống trào Dương tướng, phải đâu là tục tử phàm phu, kẻ trí chờ thời khiêm nhường ổn hòa bá chủ sẽ về ta. Tam tứ đông cung, hai người dạy khôn ta nói sao?
không qua điều hơn thì phải sai, hai nước tương tranh quán thù gian khổ. Con trẻ chỉ nói lời luận tích, người xưa chỉ đường sẽ đổ là cầu mong đế phụ ngộ thông, mà làm nên nghiệp ca dương hoàng. Hai con không phải là ngỗ nghịch nghi hông hát ngang tàn, tích của người xưa văn dương dựng nước gầy dựng cả một cơ đồ thu phục nước nhân tâm. Chủ dương tham tàn mà nghiệp đấy phải tiêu tan, quan dâm vô đạo bất nhân ngàn sao còn lưu dấu. Chúng ta đã tường tận dương anh hùng chi giao đâu, còn cả kiến họ dương hiểu thâu chớ xem thường. Cấm ngay tương tranh hiền tông chi bao hàng xưa ta nào phan, đã bao nhiêu lần dinh nhục theo thời gian, giờ đây quyết tâm không nhường biên thùy ta tiến quân. Còn ngươi nếu như ương quay về nơi đất thiên, lời truyền xa nào cùng ta phá thành tông bang. Đúng quan gia nghi giải đừng nên một cơn, phụ vương hãy về phiên cho hết chuyện tranh hùng. Á thề vạch đất chí trời, giết không được tống thì đời ra ma hoàng quân hai con. Tôi đành chờ nói lời ra, thiếu ân chọn đạo cùng cha muôn đời. Thôi đi. Dạ dạ dạ. Liêu chi quân tông đến biên thì hạ trại đồng minh, tờ điểm xoay mọc quê anh nữ tư. Mọc quê anh. Mọc quê anh, ta đang ao ước cùng mọc quê anh đò sức. Nay có dịp này đối diện ở biên cương, đại huynh phải lắm các con. Phụ vương lệnh ca truyền ta quân phát pháo đề thương, xong trận tuyến cùng mẫu quê anh vào đâu. Yeah. Yeah. Xa thân nào tiếc chi đời xuân, thương bay dương thái niên cao còn phơi nhung bao, thương máu từ tàn trắng hương kề đào. Mong trời cao độ người hiện tại, cho an qua dân lành bình an, cho ngày mai lứa đôi trùng quang không chia đạo cách ngăn cuồng dòng lệ trang.
Thới Hồng em. Văn Quảng, sao đêm đã khuya anh không vào an nghỉ, thức mãi như thế này, rủi đau ốm thì sao? Anh làm sao mà yên giấc cho được khi gia thù canh cánh nặng niềm riêng? Văn Quảng, em chỉ sợ tình mình như đôi cánh đổ quyên, sẽ thất thiểu tung bay lạc loài không phương, hương trên dạng nẻo quang, trường muôn thuở biệt đôi đường. Đừng bi thiết không ơi, chung thủy thề không mà phải dâu xa rồi hai nơi tim của Dương gia dần ghi đậm bóng hồng. Biết đến bao giờ bạch phối non sông, sông hy chung đồng ta hết giờ mong. Hồng ơi, nếu muốn sớm thanh bình ngăn khói lửa non sông thì tất cả chúng ta phải đồng tâm chung ước nguyện. Diệt lũ xâm lăng dẹp tan bầy lang soi, phiên quốc tiêu tan ta mừng chuyện cao trầu. Cha chết giữa đường xa tan trắng nhường mái đồng, ta phải xử sao cho trọn câu hiếu đạo, trung nghĩa với sang hà ngai thảo đẹp lòng. Phải nhi nữ thường tình giữa chốn gươm đau, cũng ước lệ tuôn trào khi gia thù chàng đeo đằng. Anh đau sạch châu đôi chàng chứa lời nồng nàn, chẳng sáng chứng đôi hồn văng vẳng ban tình gian. Phải, Thới Hồng, bán tình ca mến phục Dương gia, tròn trung hiếu trường xa phơi xương máu. Văn Quảng, thiên ba lầu quý danh, Dương gia hùng anh lấy lừng. Đường kiếm gia truyền lưu mãi sư sanh. Thập tứ nữ anh hào rạng rỡ uy danh, vì nước non sông pha liền thân, lầu thiên ba tiếng vang trung nghĩa lòng hằng sâu. Chốn xa trường thi giang hùng anh, hiểm nguy kề quán phong trùng chân, giữa sanh tử như hồng mau, con khấn dâng linh hồn phù thân, dùng lưới gươm biêu đầu giặc phiên để đưa hận nước nhà. Vắng qua thưa mẹ, sao con mãi vui chơi khi tan sầu chưa dơi? Mẹ ơi, con Dương gia tướng trung hiền chiến địa với thay, mẹ khổ đau nghẹn lời bi thảm, cam cảnh buồn đất khách tư lương, biết ngày nào tương hội cố hương. Cúi lại mẫu thân hiểu lòng con dài, trẻ đâu phải phường bất hiếu vô ân, Thới Hồng cùng con mài gương mà diệt giặc, tri kỷ thăm giao đôi đàn tướng đất, nào lại lời gió trăng qua mặt mẹ hiền. Tình nguyện sai hiểu cho chứ để lòng phiền, còn thuốc một lời nguyện, hy sinh thân nhan hồng cự diệt vương phiền.
hiểu biết phận tôi sớm, con nào dám mong cầu. Ta không cấm duyên đầu, nhưng phải đợi đến ngày quyết hận trả xong. Hai con xin dâng lời mẹ. Cấp báo, cấp báo, cấp báo! Tiêu Đình Mạnh tướng quân thế nào, lương thảo ra sao? Dạ bẩm miên soái, triều đình ban lương thảo, chúng thần dẫn chuyển đến rừng Trúc Lâm. Thì thế nào? Bị phục binh phiên tướng, chúng dùng kế điều hộ Ly Sơn cướp sạch xe lương thảo. Trời ơi! Mẹ, tỉnh lại đi mẹ. Miên soái, miên soái. Ôi khổ giàu sanh ra tư thiếu lường, e cầm phái tay ương làm sao lo chống phiền để con sang phiên đem về giang nguy không nài. Bà nên ban phán ra cháu viết lòng hy sinh cứ dừng. Đứng lại Mi Xuân, để cho con đi mà. Thôi Hồng, đứng lại Mi Xuân. Bình phiên tướng với bác không sao lường biến nguy, chứ có ra đi không tồn sanh dương trần. Nhưng giờ đây thiếu lương con bao đành trơ tầm nhìn, chờ ta tính toán báo tồn gian sang. Liều thân rủi nguy ta chẳng tha. Nguyên soái ơi, binh biến đã lâu ngày, cần phải có thảo lương để cho bao người chinh chiến. Không, thôi không. Ngàn nguy hiểm cướp lại xe lương cứu nạn dân mình. Không, Hồng ơi, anh không thể nhìn em cô độc bước đăng trình. Cả hai chúng ta cùng hy sinh vì non nước, trước vạn chữ trung hiền sao liên kết giải đồng tâm. Sợ thân vàng dùi bụi cát dương xa xăm, xoay màu chẳng dung tha thắm tình lìa đuôi ngàn. Đền đáp được hiếu ân cô giết tha cam đành già, nàng mau kiếp theo ta tìm mưu cứu bao người. Thôi Hồng, đi em. Dạ. Khoan, thôi, chú. Đừng liều mình ra đi sẽ nguy nàng, bên gan xin đừng nông nỗi mà chi. Diện trên xoáy gia nghiêm quân tình, kỳ phiên bang tướng đông thêm binh nhiều. Nếu như người khi thường hùng anh khó mong an toàn. Chú à, nhìn tướng quân lòng con không đành, vì thảo lương còn đâu. Ngàn bể dương nào than phiền, sang đất tiền liều thân cứ sang. Chú ơi, chú cho ai chú, con đi cho bà chú. Không được, bẩm công tử, lệnh số gia chẳng dám cãi qua. Vào đất giặc đời qua đành tàn nát, vì gian sang hai con đành lỗi đạo. Hả? Dứt dòng binh vào trại giặc cướp lại xe lương. Kìa, công tử. Ta không là con đánh đó. Không, không, không hả? Ai đứng? Đợi. Đưa con đi nha. Trời ơi công tử. Ôi trời ơi, khổ sầu rồi. Mình mau tìm Nguyên Nhung trình thương. Xem kìa sao lo lường,
đang tìm cách cướp mô lương đem về tay tông. Chúng tôi cản ngăn nhưng điều vô vọng, nhị cô phải làm sao cứu mạng hay chầm trễ e cho công tử phải tùy đời. Lời nguyên soái tôi nào dám cãi, nhưng phận tôi đòi phải chịu bo tay. Rủi cho hai người gặp chuyện không may, thì quý quốc sẽ nuốt đắng cay mà ôm lại nhị cô thương cho thanh phận. Dân thân an hùm là nguy to, cố cho con hiền lòng âu lo. Quân minh nghe miền cùng sáng viên giờ nay. Bọn giữ xe lương binh tướng rất đông, nên em có bề đương cử. Nếu thế thì đừng mục hạ vô nhân. Im đi! Cao nhân đắc hữu cao nhân trị, mình giỏi còn có kẻ giỏi hơn. Thôi hãy cầm đi, chớ giả vờ nhân đạo. Viên quốc xưa nay từng hung bạo, xóa gì một lũ tống quan. Em biết lượng sức mình chớ nào phải nhát gan. Chốn biên thùy sanh tử gian nan, khinh địch quy nàng kẻ đi phải hiểu xa. Hoàng huynh à, nếu muốn đòn phần thắng, ta nên thám thích trại trung. Chúng sở ý chẳng tuần canh, ta đánh thốt vào bách chiến lương danh. Hay, hay lắm. Thật quá hay, vừa kế cao xa. Cả con hãy cho thám mã đi liền. Chúng sơ tâm, thiền quân đánh thốc, các lũ dân cào hãy tan thương. Còn tuân lời phán dạy của phụ vương, không có vô đời sao thoát lại đau thương. Sanh tử vong xem thường tất cả sẽ tài ương. Biết danh lại ra sang phi chúa hung cường, trên khắp nẻo đường đều có bước chân ta. Phải, trên khắp nẻo đường phải có bước chân ta.
đã đến giờ xử tôi. Nguyên soái, quân pháp bất dĩ thân. Hèn nhát, ta lui quân tìm mưu kế sát quân phiên, song nhan tàn hành động tự chuyên, cải quân lính dấn thân vào đất giặc. Dạ bẩm soái mẫu, chính dạ chính cô bài mưu công tử thuyết phục người vì giận mạng ba quân, công tử chối từ, nhưng con quyết xả thân. Thôi Hồng, nguyên soái, con đã cải quân pháp, giờ đây cô xin tha tôi. Tiêu Định Mạnh tướng quân, dạ mở trói. Xin tuân lệnh. Thổi Hồng, dạ nguyên soái. Tuổi thứ nhất ý được lòng, Định Mạnh tướng quân, dạ bác hợp thần cũng loạn đàn. Xin tuân lệnh. Không, Thôi Hồng, Thôi Hồng. Dương Văn Quảng, tội thứ hai dám xông vào đất phiền, không nghĩ gì thân mẫu, rủi xa thế bỏ mình, tội bất trung, bất hiếu. Tiêu Định Mạnh tướng quân, dạ bác thập thần cũng loạn đà. Xin tuân lệnh. Không, nghe nói chân bảo vệ xa nơi của xin lỗi. Nguyên soái ơi, một mình cô làm tôi, cô chịu tội, đừng đánh giặc nữa, đừng đánh giặc nữa mà. Dân con nguyện cầu người thi ân tứ ta hãy nên thương tình. Ai bày lối ra để cô lấy hai người, con đi
tôn người sơ thải. Lại mẹ hãy thương con, vì thương cảm nước non nên để lụy cho thôi hồng. Nghiêm lệnh đã phơi bài không thể nào tha thứ, con cam lành cực hình nhờ thân màu rồng. Tuổi thứ ba sứ mạng chẳng thành công, lại phải rước nguy nan. Nếu không nhờ thập nhị nữ hùng bước đường cùng chôn xác ở phiên bang, nửa bất tài làm nhục giáng sang, chỉ niềm mình phán quyết rõ ràng. Tiêu Đình Mạnh tướng quân giờ lĩnh trả dạ hai quân. Thịnh thái quân nhập trướng, một tiểu điệp vào trước ta sẽ theo sau. Dạ, chúng con chúc phúc thái quân. Một tiểu điệp. Dạ. Vì sao con trám kiếp văn quán và tơi hồng, màu nơi rõ cho ta tường cối rễ. Bẩm thái quân, bẩm thái quân, chỗ con phân tỏa nói lời con thưa rõ người am tường sẽ lương bị cướp chỉ do loài xoay phiền ngã trào, lòng lo binh tướng buồn than rối trong quân tình, nên con tuyên cán đầu binh tìm kế mưa sanh tồn. Nhưng ngờ đâu nó chẳng tung bao lời đã bày ra, dám trốn sang phiền tướng liều mình, lòng mong cướp xe lương đem về, thì con làm sao thứ tha tôi tình. Nghe con nói qua bao lời ta thông yêu tâm tình, vì giá thù mang khiến lòng như tơ vò. Nhưng nhìn qua quá và hồng quá tròn yêu thương, vì xót cho quân mình nên mới hy sinh xa thân đầu này. Ba. Đời già nua tháng năm hao tàn, chúc nhi tôn nay đành lìa rồi, thì còn mong sống chi trần gian. Ba. Ta liêu thân bán tâm thân thái quân.
dám sai xoáy ra bằng thuyền. Ôi nhìn hai trẻ ta thấy thương nhiều mong ước sao qua đôi. Ba ba dần quán lôi đàn. Ba ba thuyền quyên hùng anh sánh nhau tờ hồng. Đôi ơn ba ba. Dạ, vương phi đã tràn vào nẻo hậu tống bên ta. Chúng mang quả pháo đốt phiêu danh trại đang tấn công ào ạt vào đây. Tất cả dương gia tên vô nên phố. Dạ. Lệnh ta truyền tới chiến. Tông uy nàng rồi đâu mong rời nơi đây. Lũ viên cao phủ dây chìa dây cầu bắc ngàn ta hãy yên lòng tiến sang. Tìm khoai về tông ban để là cho thù nương. Bao yếm nguy đang chờ lũ viên cao sẽ không hề tha. Chẳng mong gì ra khỏi nơi này để con liều thân. Bà bà cầu nguy hiểm để con qua. Nếu phải chết cũng là đền ơn Chúa. Con không thể nhìn bao người gian khổ. Hỡi hồng nguyện đền ơn dù lộ dương gian. Trẻ dẫn đầu cầu dây sẽ bước qua. Nếu biên binh phục kích trẻ đó sang hà. Nếu tất cả trang hòa lòng thương cảm, tôi sẽ giúp.
không sao. Đi mau, mau đi. Đại tẩu, cẩn thận nha đại tẩu. Sáng lên đại tẩu. Quân Đại Liên. Trời ơi, đại tẩu sai phương giới. Liệu tìm phương cách di ngang binh tướng, mẹ ơi cứu nhân sinh vẹn toàn. Quân phiên đã đi xa, cậu gái đuôi bờ sông. Ngàn đời binh tướng, vì đâu đất phiên cam vui mình. Mẹ, bây giờ mẹ phải làm sao? Phải rồi, bây giờ chỉ còn một cách là nối cầu. Nối cầu, nối cầu. Nối cầu. Cần hy sinh liều thân, dòng tay nối tay xây cầu. Nối lấy thân người thay thế bắc ngang vực sâu, vượt dòng nguy biển đầu người ngang sông. Tận trung chúng tôi đi liều mình, xin gian giải tiên công diệt lưu biên ngàn năm. Đường về quê hương ngàn sao chiếc mưa toàn phục thù. Hãy nối cầu, nối cầu, nối cầu. Oh.
hay tiếng gào thét của loài quỷ dữ đã gợi lên cho ta tâm sự nhớ quê hương. Tông Bang, Tông Bang ơi, đức mẹ đẫm tình thương còn nhớ mãi vạn nẻo đường xứ sở, mà giờ đây đành khuất phục bó tay chờ vĩnh quyết. Có lý nào, có lý nào ly biệt dễ dàng sao? Ơi núi, ơi sông, ôi cố thổ vẫn chờ mong, hãy cho con thêm sức mạnh bẻ xiềng gông trừ hung bạo. Công chúa đang chào vương nhân quả tướng quân, ta Bích Liên công chúa Viên Bang muốn cùng với tướng quân đàm đạo một đôi lời. Chẳng hay người có bằng lòng tiếp kiến. Thôi đi, đối với chúng bay, ta hiện như cá nằm trên thớp, mặt tình nhà ngươi khứa dày khứa mỏng tùy lòng, có chi đâu mà phải dài dòng. Giết ta đi, chớ hoài công mà khuyến dụ. Khí khái, thật vô cùng khí khái. Quả đáng mặt anh hùng Tống Quốc, đã xa cơ mà còn dũng cảm ngang tàn. Không hổ mặt giới gian sang, làm cho công chúa Viên Bang cảm thấy sống sàng mến phục vô cùng. Tiếp muốn kinh như giấy dùng ngoài biên rộng, chớ không thể giam thân chuộng đời thiệt dòng. Viên quốc trọng người anh tuân Tống Bang, dặn nén bí thân chàng hãy quy hàng. Quyết đi hy sinh sanh từ đâu màng, công chúa Viên Bang hãy nghe lời ta nói. Thà đức Tống Bang đón một quan hùng, còn hơn nhờ nhuốc quy hàng Viên quốc. Hóa ma chế ngươi thì đâu lìa khỏi cổ. Phần số cam đành thì chết vẫn không than, ghi mãi thâm thù Viên tặc xoáy làng. Được, nếu muốn chết ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Giết đi Thiết Ngô Quân. Lui ra. Khi chưa có lệnh của ta, ai vào cấm ngục ta sẽ chém đôi đầu. Dương công tử, Bích Liên chỉ có lời ướm thử, vì tối vốn là vẫn ở Tống Bang. Sao nàng là dân Tống à? Công tử hãy khẽ lời. Phải, tôi là dân Tống. Nhưng tại sao nàng lại mặc sắc phục của Phiên quốc? Khi chinh chiến Tống Phiên đột khởi, tôi lạc loài sang tận Phiên Bang. Tưởng phải dòng dõi rợ mong, nhưng có lòng nhân quảng đại anh hùng. Nuôi nâng tháng ngày qua trong tình thương cảm, cảm quá phiền
làm vương tử Minh Linh. Công chúa ân nghĩa nặng mang thì kể như cô là dân ở phiên thành, hai nước tương tranh thì phải cam đành. Xem như kẻ lạ xa trời chung không đồ. Không, tôi không thể giống nguồn phá bồi giang sang. Công tử đã hy sinh bao tồn cho quốc dân, thì có lý đâu tôi ăn mừng vô tình. Người hãy chờ liên cứu khỏi ngục mình. Sao? Công chúa cứu tôi à? Nhưng bằng cách nào? Tôi chưa đủ sức cứu người. Công tử muốn thoát nàng cần phải có một nguyên nhung. Hả? Mẹ tôi à? Phải. Ừ. Nhưng mẹ tôi ở doanh trại Tống Bang, còn đây là ải địa đầu phiên quốc, thì làm sao bà sang được để cứu tôi? Phải có người làm nội ứng. Nội ứng? Người làm nội ứng đó là ai? Là Lý Nhạc. Lý Nhạc à? Người ấy như thế nào? Là binh tướng Tống đã theo cùng Dương Nguyên Soái xuất chinh, bị phiên quốc sanh cầm. Tôi biết được mới cứu người thoát thân, giả làm quân phiên để chờ dịp thoát thân. Chính người ấy sẽ đem tin về cho Dinh Tống. Công chúa, xin người cho tôi được gặp Lý huynh. Được. Lý Nhạc này xin bái mừng công tử. Kìa, xin Lý huynh hãy đứng lên. Lý huynh là cận tướng của cha tôi à? Thưa vâng. Trong khi quyết đấu binh phiên, cha tôi tử trận, lúc đó huynh ở nơi nào? Công tử ơi, trong lúc giao tranh, Nguyên Soái bị dây nơi cốc khẩu, còn tôi thì thái tử phiên bắt được nên phải dương khổ nạn. Chúng sanh cầm ở trái tim, chúng bắt tôi quy phục trở mặt đầu chúa phiên. Tôi quyết tâm giữ chữ trung thần, nên bị khảo tra đánh đập bao lần. Đau xót tâm can khi nghe Nguyên Nhung tử trần, quốc lệ nghẹn ngào tôi muốn quyên sinh. Nhưng nghĩ Tông Bang đang trong vòng lửa loạn, dằn nén tâm hơn chờ đợi trả thù sâu. Ôi cao quý thay nghĩa tướng Dương gia, lễ nóng trang hòa tương phùng trong thâm cảm mà, biết làm thế nào bẻ gãy xiềng gông. Công tử an tâm nhờ Bích Liên giúp dần. Bích Liên tôi à? Sẽ vượt biên cương để về nơi doanh trại. Xin người chớ ngại kéo đội binh hùng ta trừ diệt phiên bang. Trước là trả hận, sau quy quang giang sang. Ơn của Bích Liên ngàn thuở ghi lòng, thù hận trả xong đã tạ nhan hồng. Nhưng có điều tôi đây lo ngại. Lý huynh còn đang lo ngại điều chi? Công chúa, tôi đã bị quân phiên vây bắt đã lâu, nay trở về đất Tống không có gì làm bằng cớ, thì làm sao Thái quân và Nguyên Nhung tin tôi cho được? Lý huynh nói rất phải, vì mẹ tôi và Thái quân rất ghi kỵ, làm sao
À, có rồi. Lý Huynh, đây dây ngọc bích, vật gia truyền của Dương gia. Lý Huynh hãy cầm lấy, mẹ tôi và Thái Quân sẽ tin tưởng ngay. Xin tạm biệt. Hãy bảo trọng nha. Dừng. Người nên trung tâm chờ tin, ngày mai dễ dàng người không quên. Giờ ta tự lên đường ngày dấu đăng cài nào phải, dặn lòng sầu mong chờ ai. Tái lại mình chung dài. Xin tạm biệt. Tạm biệt. Chờ nơi hướng phiên bản, buồn sầu con thêm héo hon, bè bạn tấm lòng son. Quang Nhi ơi đâu thấu tình máu thương, ngàn thời gian cách lìa tàn trồng thâu canh khó an, tương ứng tràn dòng châu vì chờ con. Quê anh này thề không quên quán xưa, phiền bạn giá mang để bao trái ngang phần hồng, biết sao đây lui quân giặc. Người soi thấu hồn thiên nên chứng minh, giúp cho thiếp thêm càng cường, tìm sáng phiên quân báo xong phù cửu từ lâu, cứu con thơ thoát nạn. Ngày xưa ta tiếc nhau, cớ sao phải cam ly ngàn đời. Phu quân, phu nhân, phu hồng buồn rơi nàng với thương nhớ. Bởi chiếc chân ta lìa xa, xin giả biệt phu nhân. Phu quân, nàng đừng làm nao chí anh hùng, dung gia trung thần nếu như vô phần là đáp đền vua. Có
hồng nhan thơ trong lòng mang dính câu chung thủy. Ta cách xa nên dằn tâm lo cho con, luôn khắc ghi bao lời khuyên giữ lòng son. Kiên trinh ân tình hứa nhau quê đình chờ buổi đoàn viên. Nhạc ngựa rền vang lòng dương thương nhớ. Chớ chớ bi thương nên chờ nhau. Kìa giang trong hùng à, gió câu mờ biển ai ta tiên quân. Giả biệt phu nhân. Sao diệt được quân phiên quân, hồn chàng linh thiêng hãy chỉ giúp cho em. À, có rồi, muốn diệt được quân phiên phải đắp đê chặn nước. Có rồi, có rồi. Mộc quê anh. Dạ bấm bà. Sao giờ này con không vào an nghỉ, thức mãi như thế này bà biết làm sao? Bà ơi, làm sao con yên tâm vô chức khi con hiện đang ở đất phiên bang. Trăm mối ngổn ngang biết liệu phương nào cho tan dòng binh đao, cho con mẹ trùng phùng. Lòng con vẹn thủy chung tư đức tam cùng nhân hậu công dung, nhưng khói lửa mịt mù văn quan dễ dùng làm sao. Hãy để cho con sang tận phiên trào trước trả thù sao cứu hoàng nhi. Giặc phiên hùng mạnh có ai biết, con sẽ rước vào lâm nguy. Lời mẫu thân khuyên cháu nên tung lình, chờ đợi thời cơ tiêu diệt phiên tra. Con báo một thân phải đổ máu đào, nóng nảy rước vào nguy hiểm. Sau còn nắng nở nước dân khó trọn nghĩa nhân dạng toàn mẫu từ. Văn quán con ơi, mẹ nặng niềm tâm sự biết làm sao cho trọn chữ thâm tình. Thương trẻ chịu gian nan nơi đất giặc một mình. Sao lặng thinh không xuất gia, cô mẫu nở lòng nào nhìn văn quan xả thay thi. Công hồ canh tước mà chi, giờ đây thống hận lâm ly thương sầu. Thắng tan trắng dài trên đầu, buồn tuôn lệ thấm gì đâu ba đào. Quê anh ơi, hãy nên bình tĩnh. Mãnh hổ nan địch quần hồ, chậu kho trong xe. Bà đã phán truyền, cháu phải nên nghe. Cái điều lệnh e dương vào tay biên. Tuổi đã cao bà phải lao vào chinh. Tộc Dương triều mà
mà xuất gia tông băng, non nước sẽ tiêu điều. Khi thiên ba lầu cô liêu lòng quả phụ, dương gia tướng không còn trùm phủ một màu tan. Quế anh chỉ còn dương dân quảng trong gian sang, nó bị bắt ta bầm gan xé ruột. Lệ già lúa tuôn chảy sầu náo luộc, ta nào phải có cây mà không chút thương buồn. Bà hãy tha thứ lỗi cho con, quá rồi trì vì lỗi cho con trẻ. Ta cảm thông cho nỗi lòng người mẹ, nhưng phải tìm mưu thần mới diệt được quân phiên. Lầu thập tư nữ anh thương, bao năm dư mà chưa trừ đường dân. Ôi chúa xót nghẹn ngào rơi nước mắt, khi bóng trào gần mặt chẳng thua ai. Phải làm sao cho thế trận chuyển lai, phải làm sao ngày mai mình chiến thắng. Nợ quân ngân đáng chờ trung quân ta quyết chẳng phải nào. Thề không tha giặc dưới cờ, nhưng chờ giang hoàng trở về bình an. Nếu ta liều đến phiên bang, cháu thở có đặng bảo toàn mang căn. Lại gặp Giang Phi, xin Thái quân truyền lệnh trảm chi người phiên tặc vào đây thích khách. Hắn là ai mà che kín cả mặt mày? Trời, Lý Nhạc. Lý Nhạc? Dạ phải, chính con là Lý Nhạc, xin ra mắt Thái quân. Lý Nhạc, mỹ theo Dương Tôn Bảo bình phiên, phu quân đã chết. Ta nghe ngươi bị bắt, do cớ nào thoát dòng binh giặc, trở về để che kín mặt mày? Dạ phải, tôi bị sanh cầm tưởng phải bỏ thay, nhờ công chúa Bích Liên giải cứu. Dương công tử bị giam cầm đau khổ nên sai con về bẩm lại cùng Dương gia. Sáu ngôn trảm Thái quân. Đã rời triều đình qua lâu, nay có quy tìm về ta e vui gian lòng này. Lời Dương bà ban phán rõ ràng là phương ác giang, ta khó tha sinh tồn phiền ban giá mang tà tâm. Bài mưu gì nơi đây mi bao phần bài xa đi, vào dinh trung tống phán còn làm mưu gian e đành vì nang lời chuyên cũng hai xét thang ngay. Xích dưới bà ban điện, tôi sẽ ra ngoài thần không tha băng giang về đây. Nói cũng bảo toàn cương thổ, dù bị giam hãm đã bao năm dưới dòng đau khổ, tôi vẫn không than lòng luôn nhớ quê nhà. Dù thịt nát xương tan cũng bồi đắp sang, công chúa Bích Liên phải đâu là phiên tặc, cha mẹ ở tống trào chung tình cảm quê. Chính tôi đã tận tường công tử thọ tai ương, nhờ có Bích Liên chủ tớ cùng tương ngộ,
nàng giúp nhạc thoát thân tìm về nơi cô thổ. Kỷ vật của Dương gia mong bà hãy xem tường. À, đúng rồi bà ơi, cái ngọc bích của Dương Văn Quảng thật rõ là Lý Nhạc trọn trung ca. Cháu của ta nhắn thế nào? Công tử đang chờ đợi Tống quân giải cứu. Chờ đợi Tống quân giải cứu. Nhân thế giặc mạnh như sông tràn thác lũ, phải tìm thế nào vào tận dinh phiên. Ta rất vui mừng khi Văn Quảng bình yên, lòng cánh cánh niềm riêng sợ con mình lắm nàng. Xin Thái quân và Nguyễn Nhung hãy xua quân vượt tiến, nội ứng đã có nàng công chúa Bích Liên. Diệt quân thù non nước khỏi đảo điên, những cờ Tông quốc đại bang dương quyền. Ôi thật may mắn thay đã có người hiền giúp sức Tương quân. Dạ. Tương quân hãy niệm tình tha thứ chuyện vừa qua. Thái quân dám đâu bận già lão, bà tròn trung với chúa mới là nam nhi. Tốt, tốt lắm. Nhưng còn một điều con lo ngại, nếu binh ta tràn vào phiên quốc, dân vẫn bị giam cầm, chúng nghe Tống đánh sang, sợ phiên tập không tha Văn Quảng. Trời ơi, cháu tôi. Thái quân, Nguyên Nhung, xin Nguyên Nhung chớ ngại. Khi đưa lệnh tiễn cho tôi rời trại giặc thì công nương đang tìm cách cứu Dương gia. Giờ này tôi trình bẩm với lão bà, không chừng công tử sẽ trên đường thoát nạn. Dương Văn Quảng. Nhờ công nương thoát bao nguy nan quay về, lòng ghi ân quý không phải mơ câu thề. Ngày mai đây nước non yên lành mọi bề, thì tôi sẽ lo đáp ơn hiền nhân. Ngàn trùng mai ra đi ngầm ngùi chi chiên, luyến nhớ tâm tư thêm sâu bi. Chàng về nơi quê hương, cắt khoai đêm cạnh đường, có nhớ công nương mơ về ai? Nàng yên tâm Tống ba muôn ngàn binh hùng, vào phiên ban giết tan quân thù dây dùng. Cầu thiên cao giúp cho bao người công thành, trừ quân ác biên cứ an toàn dân. Tạm biệt công. Tạm biệt. Hay là Đức Phiên làm một chuông cho tất cả. Đại đạo. Nghe em nói nỡ đằng sau anh dứt ly tình, xin hãy tha Bích Liên tôi tình nên xóa. Nó là bạn thả Dương gia về, đứng đoàn mũng thắm ân mọi bề. Nơi bóng ban em còn rung chứ đâu gian nào, vui thăm ơn cứ mang này. Ôi hãy em đi, ta chẳng dung tình
con người vong ân quê quán. Xin hoàng huynh nghĩ tình bao kiếp các đức ân tình với Liên. Nếu như cương quyết ta thề không hóa dung hóa thà, sao anh nhẫn tâm chia tình em cung này cam chết lùi ra không đại đạo lùi ra lui ra không thì xem ta thắng tay nói đâu hoàng quân. Trời đại quân, anh đã giết lầm thiết cung rồi. Thiết cung hả? Thiết cung thiết cung bao lời dẫu bể tan thương rồi còn gì tương giao nghẹn ngào em đau tôi chớ đi cam đành chỉ thương đứa em thâm tình. Dương huynh hỡi huynh sao đành làm cho máu rơi hoàng huynh. Cuồng kinh chỉ gieo thương sầu còn đâu ấm êm tình thâm. Trời ơi anh là kẻ có mắt như đuôi có tai như không phân biệt đâu là tình thâm máu huyết nở đang tâm quỷ diệt đưa em mình tham dòng hung hăng tạo chuyện bất bình mong cuồng chính chưa thành lời chiến thắng mà đôi tay này vậy mà anh đồng khi anh lũy mình sống chi mất một thâm tình sống chi nuốt lệ nhìn anh ly trần. Thiệt cùng hoàng huynh ơi, anh dai nợ máu anh phải trả bằng nợ máu. Hoàng huynh ơi, sao anh chẳng mỏi tay hùng buồn giao rời gương trong giờ phút sau cùng để xa mối tội tình bao năm tháng dẫm nát cả quê làng của hàng vạn sanh linh. Hoàng huynh ơi, em dứt nợ dân sinh là để muôn thuở chôn mình vào nguyệt lành. Sai mộng cuồng trinh anh gây ra bao thảm cảnh vì xa mã vinh quang đường mật mới tan đời. Hoàng huynh
chết, em chỉ cầu xin anh biết cùng một chuyện. Điều gì? Em cũng xin Hoàng huynh nghĩ tình em mà ta tội cho Bích Ly. Thiệt cung hãy để cho Tống Quốc được bình yên. Anh dai nở mau, anh phải trả bằng nợ. Thiệt cung trời ơi. Hoàng huynh, em sẽ đưa anh về miền Cát Trắng, rạng thông già nghi dục tiễn hồn anh. Dương Dương huynh đừng vui mộng lưu danh, mộng không thành sẽ chôn đời trong nguyệt lạnh. Thế cùng đau nước mắt thâm tình nuốt lệ tuôn rơi khóc người em thương. Anh gây lầm lỗi để tình để quên dính biết ngàn chung. Do ngựa cuồng chinh quyết không nao lòng, Hoàng huynh Hoàng huynh ơi, Hoàng huynh đạo hành chuyện gì? Mộc quế anh. Mộc quế anh sao? Đã giết quê anh hơi thù, thề trời không chung, ta nguyện tử sinh. Dạ. Chuyện chi? Đông tràn vào như thác lũ. Yeah.